Alo, chào các bạn. Hôm nay thì mình cũng đi vào tính toán một cái móng móng trụ điện gió. Chúng ta xem đây, thi công móng trụ điện gió này đây. Đây, đây là bu lông đây. Đá kê này, từ cái cốt thép này. Lớp cốt thép ở trong này, cái này để liên kết cái cốt thép chủ lực vào vị trí này, vặn vào đây đấy, cốt thép chủ lực vặn vào đây. Đây chúng ta thấy bố trí cốt thép của cái móng trụ điện gió, thì cốt thép nó chi chít phần trên này, chi chít đây. Ở ngoài này có vẻ thưa hơn này. Đây có các khanh cốt đai này, phần ngoài này thưa hơn, phần trong này đây cốt thép trước khi đổ bê tông hoàn thiện này, lấp 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 đất lên mặt này, này lấp đất đây, xong nó xong cẩu lắp vào đây, vặn bu lông lại liên kết với chân chân cột, có cái trụ điện gió này. Ta đi vào tính toán với một, đây là một cái đề bài, đây là một cái đề bài mà mình lấy ở trên mạng. Đây, nhà máy gió điện liên lập tính toán cái tổ móng này, móng tua bin gió này, tiêu chuẩn này, chuẩn của nước ngoài. Đây vật liệu của bề đỡ này, bề đỡ là mắc 50 C50, cường độ 50 MPa này, có đường hồi 36 MPa này, trọng lượng riêng 24,5 này, đế bê tông, độ bê tông đế móng này 35 MPa này, mô đun hồi 33 này, 24,5 khối lượng 24,5, cốt thép này mô đun hồi 200 này, dây hàn chạy 500 này, cái số ấn tầm vật liệu là 1,15 này. Đây có địa chất này, có cường độ chịu tải quy ước 1,96 này, 2,46 này. Thông tin mực nước ngầm là không có mực nước ngầm trong trời giao khoan này. Kích thước của móng này, đây kích thước của móng ta, kích thước của móng đây chúng ta thấy kích thước của móng, đường kính bề đường móng này, bề đường móng là cái này, cái này đây, phần này là bề đường móng. Thứ hai, chiều cao bề đường móng là 0,45 này. Đường kính đế móng à. Ở đây, đường kính này. Đây, đường kính đế móng. Đây này. 25 mét này. Chiều cao vát đế móng là tính chiều cao từ đây này. Đấy. Thì có từ đây, từ từ điểm đầu này, của thanh này đến đây này, đây chúng ta thấy được 22 này, chiều cao đế móng rồi là đây này, cái này này, cái này chiều cao này 0,5 này. Chiều cao đế móng 0,5, đường kính lớp bảo vệ bu lông rồi đây chúng ta thấy. Đây có lớp bảo vệ bu lông là cái phần còn đế móng này, nó rộng hơn cái phần bệ đỡ này. Đây, đây là 6,5 mét này, chiều cao của lớp bảo vệ bu lông này
Được, 300 này, 0,3 m này. Đấy. Đây các tải trọng của tuabin truyền xuống này, có các thông số cho đây này. Từ cái quạt này này, à, từ cái trụ quyền gió này này, người ta sản xuất trong nhà máy, người ta sẽ có thông số của cái, hoặc là bên bên điện, phần điện nhà máy, thông số của nhà máy cung cấp, hoặc là bên kỹ sư điện cung cấp này. Cung cấp ra các thông số tải trọng truyền xuống móng này. Đây tổ hợp cơ bản này, tên tổ hợp tiếng Anh này, tổ hợp giới hạn này, tổ hợp đặc biệt này, tên tổ hợp tiếng Anh này, FZ, FZ, MZ, SMZ. Đây tổ hợp đánh giá tiếp xúc móng và nền đất này. Tổ hợp cực hạn này, tổ hợp cực hạn này là gồm nó tổ hợp hai cái, lấy hai tổ hợp này, nên ta thấy này, farm 207 này, farm 207 một e 2 này, đây lấy hai tổ hợp này, nó gộp vào cái bảng này, tổng tài mỏi này, mỏi thì cái này là nhỏ hơn, cái dưới này là lớn hơn này, FZ như nhau này, 455 lớn hơn FZ này, MZ lớn hơn này, cái nào lớn hơn này, nhưng tổ hợp dưới nguy hiểm hơn này, khối lượng một thân 24,5 này. Đấy, chúng ta cũng có thông số rồi này, thì đầu tiên chúng ta xác định xem từ cái lớp địa chất này, chúng ta xác định xem là móng đặt trên là chúng ta sẽ làm móng móng gì, móng cọc hay là móng nung hay là móng gì hay móng giác của kiểu gì, thì chúng ta sẽ đây mình có một cái view, view mình đã lập tính toán là kiểm tra móng này. Đây này, tính toán xem móng là móng gì này. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập thông số vào này, đấy thông số vào thì đấy, ta nhìn bên này chúng ta thấy đây hồi nãy có cái bảng nghi thức này, đây 6 này, 0,15 này, nhập các thông số này vào này. Chúng ta có bê tông, trọng lượng bê tông thế này, cường độ chịu nén bê tông đế móng là 35 này, thì cường độ chịu kéo của bê tông đế móng là 35, nén 35, thì chúng ta tra cái bảng, ví dụ chúng ta tra cái bảng bảng theo tiêu chuẩn 5574-2012, 5575-2012, 5574-2012 đây. Ta thấy 35 đây, 35 đây, nén thì 33 thì 1,65, chúng ta lấy 1,65 đi, như vậy chịu kéo 1,65, sức chịu tải của đất đất nữa. Đất đất thì chúng ta phải cho, hồi nãy chúng ta thấy thông số, thấy chúng ta đặt vào cái lớp này nhỏ ý, ví dụ lớp này nó khá dày, lớp này thì nó r nó lớn hơn thì chúng ta đặt lớp nhỏ này, này có tải trọng này, à, có cái cường độ chịu tải ước đấy 1,96 kg sau cái bình. Đấy, chúng ta sẽ chọn lớp bảo vệ của bê tông là 50 mm, 5 cm. Đến được đấy, thông số bê tông bệ đỡ này, thể tích bê tông bệ đỡ, bê đông móng, đề móng này, tổng thể tích này. Chúng ta nhập các tổ hợp này vào, nhập các tổ hợp này này, có F, FZ, FZ, MZ, MZ này. Chúng ta sẽ có bốn cái tổ hợp này đấy, ta lên đây chúng ta xem đấy, đi không chín ba sáu một này, một tổ hợp một này, tổ hợp hai này, tổ hợp ba này, đối tổ 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 cực hạn này thì nó lấy tổ hợp này với tổ hợp này gộp lại rồi đấy, lấy tổ hợp cái này, này với cái này gộp lại thì chúng ta không xếp vào đấy. Tại trong mỏ này thì chúng ta thấy hồi nãy ta thấy cái này dưới lớn hơn, chúng ta lấy dưới nhập vào, ok, thì ở đây sẽ tính toán chọn phương án móng này, từ các thông số trên thì nó ở dưới này, bảng này thì chúng ta thì tôi lập mình lập nó không, không không được đẹp, không phải là trình bày để mà in ra hay gì nữa. Mình lập thì mục đích thì
chúng ta tham khảo, chúng ta xem nhận biết xem là móng nó gì thôi nhé, chứ để mình cũng chưa được trình bày nó gọi là để nó đẹp hay là đẹp mắt hay là để in ra làm thuyết minh cả. Mình chỉ mục đích của mình ở đây chỉ là để xác định xem nó là món gì nhé. Đây chỉ là chúng tôi tính toán nó mang tính chất thôi, mang tính chất là mình xác định để mình mô hình các kiểu tính theo thôi nhé, chứ không phải là để trình bày để in ra gì nữa. Đây đế móng này, nó sẽ tính ra diện tích móng này, y móng này, với kép móng này. Mình có tính mình chống chống uốn này, kháng uốn này. Đây từ cái FZ này nó nhập vào trên này, chúng ta đấy FZ nó cộng với lớp trọng lượng của đất đất và bê tông ở trên móng nữa thì ra FZ này. MZ thì nó giữ nguyên, MZ thì nó giữ, M thì giữ nguyên. Còn F thì tại vì F mà nó tính ở tại ở cái mặt 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 này, nên là chúng ta tính ở tại đáy thì chúng ta phải cộng thêm với trọng lượng của của bê tông này với lớp đất thế này. Trọng lượng của bê tông với lớp đất thì chúng ta lấy 20 nhân với diện tích nhân với thể tích của cái này, nó thấy tính ra rồi thì đây ứng suất max này, ứng suất min này. Tương tự nếu mà trường hợp tách riêng FZ, MZ thì nó tính riêng đấy. Đây ra ứng suất max, ứng suất min. FZ, MZ thì nó lấy thông số FZ, MZ thì nó có ứng suất max, ứng suất min. Thì nó kiểm tra lật đấy, kiểm tra lật nữa. Có kiểm tra lật đấy, có công thức này. Điểm lật là điểm này này, ví dụ một trong hai điểm này này thì lấy FZ mình nhân cho 25 chia 2 D chia 2 đấy. Tiếp theo 10 chống, 10 chống lật này, 10 chống lật chúng ta bằng ra đấy FZ nhân còn 10 lật. Mười lần tiếng bằng 10 Z này đấy. Đấy. Mười lần tiếng bằng 10 Z cũng tia ra được tỷ số đấy. Cái này tỷ số đấy đảm bảo về lần đấy. Đấy trường hợp mà tách riêng hai cái này ra, nếu mà tính tổng thì nó sẽ cộng hai cái này vào. Đấy giả sử nếu mà FZ, nó FZ này chúng ta tiếng Anh mình cũng không không hiểu của nó. Ở đây là nó tách riêng hay là nó tổng hợp nhé. Nhưng mà mình đã hiểu theo ý, nếu mà tách riêng thì nó cũng đảm bảo, mà tổng hợp thì nó cũng tính toán vào đây. Tổng hợp thì ứng suất mắc cũng đây. Cộng hai cái đấy vào. Đấy. Nếu tổng hợp thì chúng ta sẽ lấy ứng suất mắc này. Đây ứng suất mắc thế nó sẽ mắc khỏi ba giá trị này, giá trị này, giá trị này, giá trị này thì nó đều ok. Một là 1,96 đất nền, đất là 1,96 rất lớn mắc rồi đấy, thì đảm bảo thì nên trừ tại này thì chọn phương án không đúng. Tiếp theo kiểm tra cột đâm thủng móng, cột đặt ở đây nó sẽ đâm thủng móng này. Đấy các thông, các thông số thì đây là một đấy, đây sẽ lấy các trường hợp này, tất cả trường hợp này để tính toán. Đây có các trường hợp một ở đây thì cũng kiểm tra lật cho nó đảm bảo về lật này. Hồi nãy đối với trường hợp này ấy, trường hợp này thì nó lấy cái tổ hợp này này, tổ hợp đánh giá tiếp xúc móng và nền đất đấy để nó tính toán, để tính toán móng trang trọng có gì. Còn bây giờ ở đây nó chọn để kiểm tra cột trọng thủng, cột đâm thủng móng thì nó kiểm tra tất cả lấy bốn tổ hợp này luôn, bốn không chính
đấy, đấy có đấy, riêng rẽ của từng tổ hợp này, 10 FZ 10Z thì nó tính năng suất max min đấy, lật thì đảm bảo về lật hết này. Đây chúng ta xem đấy nữa. Đây cái này nó đảm bảo về lật hết. Đây nó tổng thì nó lấy tổng hai cái này. Đây tổng thì nó cũng đấy đảm bảo về lật này. Tiếp theo nó cũng đảm bảo về lật này. Đây đó. Đây cũng đảm bảo về lật, đang đảm bảo về lật. Đây là nó đang tính các ứng suất này nhé. Tổ hợp các hợp nó tính ứng suất này này. Tính các ứng suất này. Tổ hợp tiếp theo nó tính ứng suất tiếp này. Đây chúng ta xem nó bị lật không này. Đấy tiếp theo. Rồi. Ở dưới này tính các ứng suất thì dưới này nó sẽ lấy cái ứng suất lớn nhất này. Đây chúng ta có kiểm tra cường độ trên thiết bị như này, công thức này đâm thủng sẽ bé hơn bằng 0,75 VK có H0B trung bình này, B đâm thủng thế nó bằng này V0H cộng V0max chia 2 nhân lời đâm thủng nhánh B này, còn được vào cái chéo này. Đây là móng móng hình chữ nhật này, móng của chúng ta là hình tròn đó. Hình tròn thì chúng ta quy ước diện tích nó bằng nhau thì với chiều rộng của nó là 25 là bằng D, thì chiều dài của nó là bằng D, chiều rộng thì quy ra quy hình tròn ra hình chữ nhật thì bằng diện tích, thì đây B nó tính ra B cũng bằng này để nó diện tích ở hình tròn và hình chữ nhật nó tương đương nhau. Đấy, quy ra hình tròn thành cái hình chữ nhật có tiêu diện là HD nhân với B này, B đấy mình lớp bảo vệ này, là H0 này, có H0 này, có BC này, nó tính ra B, các công thức B cộng H0 này, nó tính ra B trung bình này, B trung bình ở đây này, rồi B0 max nó sẽ lấy max của các trường hợp riêng rẽ này, đây nó lấy max của FZ này, FZ MZ này, rồi tiếp theo đây này, FZ MZ, FZ MZ nó lấy đây. Lấy từng giá trị rẽ nó sẽ chọn cái giá trị lớn nhất. Đấy, tiếp theo V0 min. V0 min thì chúng ta cũng sẽ lấy max, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta lấy min. Chúng ta lấy min, đi min thì nó sẽ âm. Âm âm thì P đâm thủng này tại đây thì nó sẽ nhỏ, P trung bình này sẽ nhỏ. Vì âm thì nó kéo âm từ đây. Ví dụ ở đây không âm nó kéo xuống đây thì P nó sẽ nhỏ, nên chúng ta phải lấy giá trị dương sao cho P nó đâm thủng nó lớn để trường hợp nó bất lợi nhất, chúng ta sẽ chọn giá trị dương để trường hợp nó bất lợi nhất, lực lực nó lớn nhất thì nó đâm thủng mạnh nhất. Đấy chúng ta sẽ có ở đây thì có rờ nén này, lực kéo này, thông số nó lấy trên cái bảng trên kia chúng ta nhập này, rồi nó sẽ tính ra F0T này, F0D này, F0T ở tại đây này, tại góc 45 độ ở dưới đáy này, F0T rồi F tính tính áp P đâm thủng. P đâm thủng ở tại tại đây. Rồi P đâm thủng nó đối chiếu với P0 đâu, P chống đâm thủng. Chống đâm thủng đấy. Thì đảm bảo chống cho thủng cho thiết nghiêng. Tiếp theo là nó lấy cái trường hợp này, nó lấy cái trường hợp chúng ta nó kiểm tra hồi nãy là lấy riêng rẽ, bây giờ nó lấy tổng của các cái này, hồi nãy nó lấy FZ 10Z là riêng rẽ, bây giờ nó lấy tổng của hai cái này, tức là nó bây giờ là mình gọi là cái FZ với MZ này không hiểu cái gì nhé, nhưng mà chúng ta cứ lấy cho nó nguy hiểm nhất là chúng ta lấy tổng nó để giá trị nó lớn đây, chúng ta đấy, đấy. Tức là nó kể cả cái giá trị lớn chúng ta cũng thể kiểm tra xem. Đây tôi lấy ra cái không mắc đây, không mắc đây là 135, không mắc cái này thì 116,
Xiaomi này là 63, ở đây cái này là 37. Mi được cái này. Cái tổ hợp của tổng tổng MZ cộng MFZ, MZ cộng MZ. Thì nó có F tổng này, các kiểu. F tổng OT, F tổng DT. P tổng tổng đâm cái tổng đâm thủng nó tính ra. Chống đâm thủng. Đây 17.642 còn đây 28.366. Thì nó đảm bảo. Đây nhỏ hơn cái này. Trên này thì cũng 16.876, nhỏ hơn 28.366. Nó cũng đảm bảo cho chống thủng theo thiết nghiêng nhé. Bây giờ tính toán trên thiết trên đứng nhé. Thì để đảm bảo nó bị chọc thủng cho cái thiết trên đứng này. Thế H0 tức là chiều cao của cái móng vừa đảm bảo lớn hơn cái này. Ta có tương tự nó cũng lấy giá trị riêng rẽ thế này, này. Tính ra P0 ngàm. P0 ngàm tính ra P tại đây này. Tính ra P tại đây. P0 max này sẽ có lấy cái kia. Để đối với trường hợp riêng rẽ này. Riêng rẽ đúng không? Riêng rẽ là lấy giá trị này. 35 cái này. Tính ra nội suy ra cái P0 không ngàm này. Đấy, chúng ta tính L ngàm này, có L ngàm này, M này. Chúng ta tính ra cái M ở đây này. Mừng ngàn tại đây, mừng ngàn tại đây đấy. Rồi H0 min này, thay vào công thức này nó tính H0 min ở đây 0,62622. Thì chúng ta thấy H0 nữa nó bằng này lớn hơn H0 min đảm bảo. Đấy trường hợp riêng rẽ bây giờ nó lấy cái trường hợp nguy hiểm hơn là nó lấy cái tổng. Lấy giá trị thế này là đây tổng này. Tổng là FZ này. FZ cộng FZ 10Z cộng 10Z. Đấy nó cũng lấy tổng nó kiểm tra xem. Riêng rẽ thì nó đảm bảo tổng nó đảm bảo hay không thì nó bởi vì nó lớn hơn nữa. Đây chưa? Đấy. Tổng nó sẽ ra 0,63 lắm. Đấy nó lớn hơn 6,3 0,63 lắm. Thì nó cũng đảm bảo. Vậy là chúng ta thấy với cái tiết điện chiều cao với các tiết điện này chiều cao các tiết điện này thì nó với các tiết điện là số tại đề bài đã cho ra thì nó chúng ta sẽ chọn móng đơn à móng móng nông gọi là móng nông chọn đặt trên một nền móng nông và các điều kiện ổn định về lật nó đảm bảo và với chiều cao móng nó chọn thế trước móng nó chọn thì nó cũng đảm bảo chống chọc thủng. Thì ta kiểm tra xong bây giờ sơ bộ chúng ta kiểm tra ok móng đấy ok thì chúng ta sẽ đi mô hình vào sáp. Đây mình đã mô hình trước rồi thì lát nữa mình video này để dài thì mình sẽ đây là mô hình trước là mình sẽ bắt đầu mô hình này từ đầu thì chúng ta bây giờ chúng ta theo dõi kết quả nhé. Lát nữa mình sẽ đi mô hình từ đầu đến cuối nhé. Đây chúng ta theo dõi kết quả kiểm tra móng nhé. Đây từ cái phần mô hình chúng ta thấy đây chúng ta chia ra nó chia cái bản này ra tấm cell đây tạo thành cái tấm cell cái trước này chia với khối nhỏ 0,5 rồi đây chia ra đo các kích thước này, ta sẽ cái móng như này này. Đó là chúng ta sẽ đi mô hình chi tiết từ đầu nhé. Đấy, đây là công việc mô hình. Ok, bây giờ chúng ta mô hình xong rồi. Thì từ kết quả để chúng ta xem nhé. Đây, chúng ta có tổ hợp này, tổ hợp bao tức là bao là tổ hợp lớn nhất, có các tổ hợp gây ra này. Đấy, chúng ta sẽ có một cái giải giải layer A này với bề rộng 1 mét này nó cắt tại vị trí này này vị trí này là nội lực nó lớn nhất là bởi vì moment M nó gây sang đây này với hướng của M theo phương của M thì nó là lớn nhất đây chúng ta sẽ có giá trị
đầu tiên chúng ta sẽ kết quả chúng ta nhập vào đây, chúng ta nhập vào đây để nhập các nội lực vào đây rồi nó tính cốt thép đấy, từ M nó tính cốt thép đấy, chúng ta thấy cốt thép tận là 40 phi này, trong 1 mét này, bề rộng 1 mét mà nó phải 46 thanh nó mới đủ này, phi 40 mà 46 thanh mới đủ. Và tại cái vị trí này, tại cái vị trí này đây chúng ta thấy đây, tại các vị trí này, vị trí ở ngàm này, vị trí ngàm ở đây này, tao trong này nó cũng lớn này, ở vị trí ngàm này cũng lớn này, thì nó có thép, chúng ta thấy có thép nó đặt đây chi chít này. Rồi các lớp này, lớp 1, lớp 2 này, lớp dưới, lớp trên này, ta thấy lớp trên cũng chịu lực mà lớp dưới nó cũng chịu lực nhé. Lát nữa chúng ta thấy moment nó có moment âm và moment dương nên lớp trên này cũng có chịu lực này, chúng ta thấy. Đây chúng ta thấy nội lực này có moment dương này, moment âm này, dương này đấy, chúng ta xem nhé, bây giờ chúng ta xem chi tiết nhé. Này chúng ta vào mô hình chúng ta xem là kết quả, chúng ta chọn trường hợp bao này, chúng ta mắc này, chọn moment này, layer A này, điền giá trị vào biểu đồ, vẽ tô hình này, ta ép đi, bởi vì chúng ta thấy thông số, các thông số đây chúng ta chia nhỏ nó ra chi tiết quá, đây nhiều điểm thì lượng tính toán nó nhiều. Đây là mô hình căng phản lực đất lên nền này. Đây, chúng ta chia nhiều điểm nên là khối lượng tính toán lớn, nó máy nó loát, kết quả nó không chậm, máy nó làm việc, khối lượng nặng thì nó chậm. Đây chúng ta có, đây chúng ta có trường hợp bao là tất cả mắc, chúng ta thấy giá trị đây này, moment là hướng uốn sang bên này này, muốn từ đây sang đây này, đây thì giá trị đây chúng ta thấy đấy 54, đây 54.000, đây giá trị đây là 54.019 đấy, đây chúng ta đấy 54.020 này. Đấy, MV này đang vị trí bên này nhá, đang vị trí tại bên phải nhá, V này, V. Nhưng mà trường hợp moment thì chúng ta chọn min thì nó giá trị nhỏ hơn, thì đây nó nhỏ hơn vì cái này nó dương mà, dương thì nó mắc. Tiếp theo V này, khá lâu chúng ta chọn xong nó xuất kết quả nó cũng được, chờ một lúc nó mới, chúng ta zoom lên thì nó cũng tốn thời gian. Đây chúng ta có V, V ở đây cũng dương thì chúng ta sẽ chọn max là đúng rồi, không cần chọn min nữa, 42.4223,49 này, đây là 4244, chúng ta chọn nằm còn 4244 luôn, 4243 rồi, 1244, ok. Tiếp theo N này, N chọn mình cho giá trị này thì nó là âm rất nhỏ, nhưng với không không có giá trị. Đây nó không CO phát đấy, tầm mấy mấy nhân ở em 11 trừ âm thứ hai từ 12 đó. Không thì tự chúng ta chọn là torsion, torsion thì chúng ta sẽ chọn đây là min, giá trị này âm chúng ta sẽ chọn min, chữ lớn nhất của nó là 1.000 đấy, 1.010 đấy, zoom
Dung thì nó 1.000 10.615 nữa. Đây 10.000. Đấy trường hợp max thì nó đấy, nhưng mà trường hợp min. Min thì nó còn lớn hơn. Đây là 10.000. 10.800 này. Thấy giá cái 10.000. 10.688 ở đây này. Đúng rồi, bên này thì nó 10.800. Ta nhập lên 10.800 này. Âm 10.800 này. Đấy, giá trị lớn nhất, ok. Đây chúng ta nhập giá trị mới cắt tại đây nhé. Chúng ta cho cường độ có sử dụng căn nứt với cường trạng cường độ nó lớn như nào đi nhé. Đấy chúng ta nhập một cắt này vào rồi. Đầu tiên nó sẽ kiểm tra cường độ chúng ta. Chúng ta nhập các thông số cốt thép vào đây để xem chiều cao của cái đường kính, chiều cao của tiết diện, tại vì tiết diện nó nằm ở đây cái vị trí này, tâm này. Ta đang kiểm tra ở vị giữa này, một một ở đây, cho nên chiều cao của nó là đây 3450, 3450. Nên chúng ta thấy đường kính 40 này. Chúng ta thấy đường kính cốt thép lớn nhất thì nó là 40 này. Mà 46 thanh thì nó sẽ đủ rồi. Ta thấy 46 thanh nhá, chúng ta xếp thành hai đấy, nên 46 lấy 1 mét, 1 mét rồi chia cho 46 chia 2, tức là nó phải xếp thành hai lớp. Xếp thành một lớp thì nó rồi. Nếu mà xếp thành một lớp thì khoảng cách nó sẽ tầm là 22 mm, là 2 cm, thì khoảng cách quá nhỏ không đủ để đủ với tông này. Nó là chia thành cả hai lớp rồi. Đấy. Lớp trên và lớp dưới. Đấy chúng ta thấy đấy, đấy là vị trí ở ở dưới, thì chúng ta sẽ xem đây cốt thép ở dưới này. Ở đây đây. Đây vị trí cốt thép ở dưới đây là cốt thép chịu nguồn dương này. Đây chúng ta thấy đây thanh ở dưới này, thanh ở dưới này, rồi các thanh uốn tròn này xung quanh này, rồi then ở trên nữa này. Đấy ta thấy nó trong vị trí tại đây rất dày này, từ càng ra bên này nó càng thưa này, càng tỏa ra nó to hơn này, bởi vì bên này thì nội lực ra bên ngoài thì nội lực nó nhỏ hơn dần. Đây chúng ta thấy vị trí trong này rất dày và hai lớp rồi, hai lớp một thép phi 40 hay phi mấy này, hai lớp ba lớp gì đấy. Đây chúng ta thấy đây khoảng hai lớp, đây một lớp hai lớp này. Đây có thép ở dưới, có thép uốn, mấy cái thép uốn, mấy cái vòng tròn nó lên. Thì là hình như là mấy cái cột tròn này lên thép cấu tạo, nhưng mà nó cũng khá dày này. Có thép chịu lực, cốt thép này nhé, các cốt thép dài dài hướng ra nhé. Đây các cốt thép chịu lực tại vị trí trong này, vị trí trong này là nội lực nó lớn này. Chúng ta tính đây, đây phi 40 46 thanh này, ta thấy một lượng cốt thép trong này rất lớn này. Vị trí này, vị trí ngàm, vị trí đây từ tâm cho ra cho đến cái vị trí đặt bu lông rồi này, là vị trí ngàm cốt thép rất dài này. Tiếp theo là mân dương nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ xem mô mân âm của nó này. Nó sẽ có bên này sẽ có mô mân âm này. Mở uốn ra bên này thì bên này sẽ mô dương này.
mở uốn từ bên này sang, mà bên này thì đất đất nó làm cái bản cái bản móng á, bản móng nó nâng lên thì lớp đất ở trên nó đẩy xuống thì nó sẽ có một âm ở thế này. Đây, cốt thép nó sẽ thử thớ trên. Đấy. Cốt thép ở thớ trên đây. Đấy, thép ở thớ trên. Và cốt thép vì cốt thép ở thớ trên này cũng bố trí ở toàn bộ phần trên, cốt thép ở thớ dưới nó cũng bố trí toàn bộ dưới đây. Ta sẽ thấy moment đây là trường hợp bao min, ta sẽ thấy moment của nó là 2.000. Đấy, 49.000, 4.940 à 49.391 đấy chúng ta nhỉ, âm 49.400 luôn, làm tròn lên 400 luôn, âm 49.400. Và chúng ta xem lực cắt, lực cắt nó là âm, vị trí này, vị trí là tâm, là tính là tâm của cái móng này, tâm lại đây là từ vị trí này, đây đây là tâm, còn cách tra tâm là đây, đây có khoảng cách là x này, đây là 0,25 âm hay 0,25 là đây là đấy. Đây chúng ta sẽ có được cắt lớn nhất là hai âm 2022 này, âm 2023 luôn này. Mà n này, n tương tự chúng ta kích vào đây này, sẽ có n, ta sẽ dập ra n là đây cái gì này, thì chúng ta lại cho cái này sử dụng cho ta cho bằng kiểm tra nứt với kiểm tra cường độ của chúng ta bằng nhau luôn để đảm bảo an toàn luôn nhé. Ta thấy đây nó nhập từ cái vị trí này, đây 49.400 nhé, một âm nhé, đây là ABS này, là chi tuyệt đối này, đây nó cũng là đường kính này 40 này, 46 thanh này, đây khả năng chịu lực mà chia cho cái nội lực của nó là 1,19 này, đây khả năng chịu lực chưa chia cho nội lực của nó là 1,09 này, đây 46 thanh phía 40, đây cũng là 3,450, nó cũng 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 thuộc trong cái đoạn này, đoạn 6 mét này, đây là 3,450. Đây cũng nó khoảng 2 lớp mà 2 3 lớp này, cái chip này. Đấy. Đấy, hồi nãy là môn dương ở dưới này nhá. Mà cắt 1,1 là môn dương ở dưới này. Còn mà cắt 2,2 ở đây. Đây là môn men âm là vị trí đặt con thép chủ lực ở đây. Phía trên này có một lớp này, hai lớp này, ba lớp này. Đây một lớp, hai lớp, ba lớp, ba lớp này. Đây nên các cơ kê này, nhiều con kê của nó này. Con kê này nó dùng con kê của gì mà giống gỗ này, đây rồi khả năng đấy là chúng ta nhập vào đây nhá, kiểm tra moment nhá, bây giờ chúng ta nhập được cắt rồi nhá, thì có thép tối đa tối thiểu ok, cái giá trị nó lớn quá nó quá lớn quá, đa tối thiểu ok, lực cắt chúng ta kiểm tra đây, đây. Lực cắt này chúng ta thấy ok này, khả năng chịu lực của nó là 17.212 này, 17.212 lớn hơn 4.244 là ok này. Cắt thứ hai này ok này, đấy là chúng ta bố trí cốt thép ở dưới này thì ok nhé, chúng ta mà không bố trí cốt thép, số thanh chúng ta bố trí không 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 bố trí cốt thép thì nó sẽ dẫn đến là đây là
Không, chúng ta không mục tiêu, không mục tiêu thép, chúng ta ghi được đêm không nên không. Ok, là này không đạt này, không mục tiêu thép thì không mục tiêu đai thì không đạt này, được cắt nó không đảm bảo nhé. Cho nên là chúng ta phải bố đi cốt đai này. Đây chúng ta phải bố đi cốt đai. Đây chúng ta phải ở dưới này. Nên bố đi cốt đai, nên bố đi cốt đai này. Ở vị trí 1 và 1, 1, 2 này. Đây chúng ta sẽ bố ký khoảng như đây. Ký 22 với khoảng cách 150 15 cm gì đấy. 22 550 đảm bảo thì nó đảm bảo đây này rất lớn đây, nó đảm bảo ok. Chúng ta một thể thấy trong cái một thể có thép này, có đai đây này, cái thanh này chính là đường thanh có đai này đấy, thanh này nó có, đây là phi mấy đây, phi mười mấy đây, đây là phi mấy đây, nhìn này thì cũng không rõ là phi mấy đây, phi 12 thì bố trí phi 22 thì nó với an trong 50 được. Đây là phi 12 chúng ta 12 150 thì cũng đây là cũng ok, cũng là ok. Đây thường thường là nó họ bố trí có thép này. Bố trí thép thì khoảng cách kia là 40 thì nó liên kết cái cốt thép thì nó không phải chênh quá lớn nhé. 40 mà trừ cho 12 thì nó bao 28. Như trong xây dựng chúng ta thấy đồ án sàn sườn bê tông thì thầy giáo cũng bảo là chênh cốt thép, đường kính cốt thép lớn nhất và nhỏ nhất thì chênh nhau 600 là 6 mm. Đây có thể không bố thí cái này nhỏ hơn cái này một chút đấy, nó khoảng cách đây đây là các cốt đai. Bố thí cốt đai bây giờ chúng ta sẽ xem là đa tối thiểu xem nứt nhé, đây nứt nhé, nứt thì để nó gây nứt đi, để nó gây nứt thì nó chúng ta cần đánh nứt, tức là bộ có thể phân bố cái mặt các mặt trên mặt dưới từ cái mặt ngoài bao ấy. Đây chúng ta thấy khoảng cách nó lớn nhất, nó vượt qua khoảng cách lớn nhất này thì nó bị nứt. Đây khoảng cách lớn nhất của nó khoảng 400 mm là 40 cm. Mà chúng ta thấy bố trí cốt thép của mặt trên và lớp dưới thì đây chúng ta thấy khoảng cách này mà lớn hơn 40 mm là 40 cm là không được nhé. Thế là nhỏ hơn 40 cm đây chúng ta thấy khoảng cách ở đây nó khoảng mấy đây, khoảng cách ở đây là 15 20 gì đấy, nhỏ hơn 40 cm đấy, khoảng cách đây một lớp trên khoảng cách các lưới mắt lưới này nó phải nhỏ hơn 40 cm này. Ở dưới này nó mắt lưới nó phải nhỏ hơn 40 cm, đây còn nhỏ hơn 20 cm thì nó đảm bảo cái nứt đấy. Nứt thì chúng ta lấy bằng trường hợp cường độ nhé. Đấy. Tiếp theo chúng ta đấy là hai cái mặt cắt 1122 là nội lực nó lớn nhất, moment cực lớn, lực cắt cực lớn đấy. Đấy. Chúng ta thấy chúng ta xem biểu đồ moment tổng thể của nó nhé. Lực cắt chúng ta thấy nó lớn này, xong nó nhỏ dần này. Đây, vị trí từ tâm tâm ra này càng ra bên ngoài nó càng nhỏ. Chúng ta xem moment nhé. Đây là hai vị trí nội lực nó lớn nhất,
Thì đối với móng, đây là phần móng là chúng ta kiểm tra. Đấy, có thép móng. Đây thì cốt đa bên ngoài này thì nó cũng đặt thưa ra đấy. Càng ra bên ngoài cốt đa này càng thưa ra này. Còn bên trong này thì cốt đa cần thiết, bên ngoài này thì chúng ta sẽ nhập vào một vài mặt cắt để xem. Riêng bê tông riêng không không cần cốt đa thì nó không chịu lực hay không nhé. Đấy. Xong nó gông lót này nhỉ. À đây một bên lắp này, em mắc này, vừa bao là tổ hợp em vừa lúc mà bao của bốn tổ hợp này nhé, lấy giá trị lớn nhất của bốn tổ hợp. Đây chúng ta thấy đây đúng mắc thì đây trong này tại tâm càng lực lớn này, đây nó gãy khúc này. Nó gãy khúc ở trong này cái nội cục bộ cực lớn này, gãy khúc đây là cục bộ này. Xong ra bên ngoài nó nhỏ, đây càng ra bên ngoài nó nhỏ dần, đây trên ta thấy giá trị ra bên ngoài này. Chỉ ở đây không ra giá trị nhỉ. Thì chúng ta thấy bình thường hồi nãy thì mình chỉ vào đây thì nó sẽ ra nội lực nha, tương tự chúng ta thấy giờ máy nó dùng lâu quá tự nhiên nó bị lag các kiểu nữa, nhưng mà chúng ta sẽ kiểm tra thêm một số mặt cắt ở đây này. Mình thấy mặt cắt 33 này, mặt cắt 33 tức là nó cách 0,5 mét từ tâm này, 0,5 mét từ tâm này nó đây tâm là không này, thì đây là chúng ta thông số ở đây 0,5 mét thì nó đây 0,43 không này 0,49 đấy 0,5 vị trí này thì nó nhập các giá trị này, trị này M này V này N này đấy. Chúng ta nhập vào giá trị này từ đồ này chúng ta nhập ba giá trị tương tự như mặt cắt 1, 1, 2, 2 chúng ta thấy qua đây là tương tự chúng ta nhập mặt cắt 44 này, nó cũng là cách tâm 6,25 m, tức là đây nó vị trí giữa từ tâm ở đây là 0,625 à 6 6,25, tức là nó tìm một cái từ vị trí này, tìm ở khoảng cách này, ở giữa của khoảng cách này đấy, thì chúng ta cũng ra nội lực cái này 1.780 này. Đây đây tức là vị trí ở giữa này, sau đây đây ít người này, đây vị trí tích ngoài này 6,25 đấy, chúng ta thấy nội lực đấy. Chúng ta xem hai bên này nhé, vị trí hai bên 6, bên này cũng cách ra âm 0,6 6,25, xem bên này 6,5 xem nội lực bên nào lớn hơn, chúng ta lấy nhập vào đây nhé. Thì chúng ta nhập vào đây, chúng ta nhập các giá trị này vào thì đây chúng ta có thép này, đây mở moment đi, moment đây là phim 40 thì 23 thanh là ok này, vị trí cách 0,5 ấy. Tim 0,5 đây, 0,5 ở đây, từ đây ra 0,5 này. Đấy. Bên này cũng 0,5,
Đấy, thế này thì nó là 23 thanh là ok này. Rồi thì cách sao ở đây 6,25 này, thế này thì cốt thép nó là 30 với 5 thanh 30, với khoảng cách của 5 thanh 30 là gặp hai lớp nó thấy 30 5 thanh ở đây cái này kia cho nó thì đấy cốt thép nó khá thừa, phi 30 thừa, nếu chúng ta đặt 40 đúng không? Nếu chúng ta đặt 40 thì số thanh nó ít hơn, hai thanh ba thanh rồi nó cũng ok. Đây chúng ta thấy càng ra bên ngoài thì cốt thép nó càng thưa đấy, chúng ta thấy cốt thép đây ở trên này cũng là cốt thép chủ lực, ở dưới này cũng là cốt thép chủ lực, ra bên ngoài nó thưa đây, tầm 1 mét này. Lưu ý ở đây chúng ta là 1 mét, đang là tính 1 mét chiều dài bề rộng. Nên chúng ta đang tạo cái strip strip mà. Strip này là 1 mét, bề rộng 1 mét này. 1 mét thì nó có 46 thanh 40 này. 23 thanh 40, 3 thanh 40 đấy. Đấy, chúng ta thấy bố trí có thép thanh này. Rồi ta xem lực cắt nhé, đấy là moment ok, có chắc đâu chưa, lực cắt này, lực cắt chúng ta thấy bố chỉ phi 10 và 6 thanh là cũng ok này. Phi 16 thanh chúng ta thấy 6 thanh phi 10 1 mét. À, 166 à. Cũng là ok. Hệ số an toàn nó 2,23. Đấy, chúng ta thấy. Vì khi mà các 3344 thì 33 thì không cần, cần bố trí cốt đai 44 thì có thể không cần bố trí cốt đai, nhưng mà chúng ta đây bản vẽ bố trí thì họ sẽ bố trí cốt đai hết nhé, mà thưa ra vị trí bên ngoài này thưa hơn nhé. Đã hết để còn an toàn, với lại nó trong quá trình thi công đổ bê tông thì nó lại dẫm người dẫm bên này, bê tông thì nó ổn định, nó có thép không bị dịch chuyển, tạo sự ổn định rồi khung chắc chắn để mà đổ vật thép thi công. Thì thường thường thực tế thi công so với chịu lực thì nó đảm bảo an toàn hơn nhiều nhé. Đấy chúng ta thấy nứt của nó thì chỉ cần bố trí cốt thép bé hơn khoảng cách 40 cm là ok. Đây chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đi vào mô hình, đây là mình nhìn mô hình sẵn, thì bây giờ chúng ta hiện tại mình sẽ dừng video này lại đây. Thì ở video này phần 1, phần 2 thì mình sẽ làm tiếp phần 2 là mô hình lại cái này nhé. Đây là mình chỉ sâu kết quả thôi để cho mọi người thấy là kết quả tính toán moment cốt thép của cái móng tuabin vân gió, thấy khối lượng cốt thép của nó cũng khủng như thế nào. Như các bạn nếu mà lên YouTube các bạn xem thì thấy công nhân đi thi công họ quay video mà cốt thép mà như tòa nhà mấy tầng đây, có thép không, thấy có thép ở đây, lưới có thép không, mấy lớp còn dày này ở đây ra thấy nhá. Ta đi vào các bạn, ta cần xem qua cái phần thi công cụ thể hơn nhé. Đây đầu tiên hạ cái này xuống, cầu lắp hạ xuống, cái này là cái khung, một cái khung cầu vào giữa, cái này cầu vào giữa xong có lồng là có thép bu lông nối vào cái lồng này đấy, đây bu lông, bu lông trên này có bu lông vặn đây
để mà cột nó vặn vào đây, cột cột chân cột nó ấy để vào đây nó vặn. Đây chúng ta thấy móng ở vị trí này thì nó đào lún xuống thấp hơn cái móng bên ngoài này một chút này, thì nó bỏ hai cái này đấy, nó bỏ hai cái này vào xong nó bỏ cái đá kê, cái khối bê tông kê này, khối bê tông kê nó vẽ vòng tròn này, cái vòng tròn của cái thép vòng ở đây, xong xong bê tông kê xong nó đặt cái thép vòng tròn này dưới này, mục đích của đặt cái thép vòng tròn này dưới để nó ví dụ để nó kê mấy cái thép chịu lực này lên này, lên mấy cái thép vòng tròn này. Nếu chúng ta để cái thép chịu lực ở dưới thì chúng ta sẽ tốn đá kê, với lại thi công nó khó khăn này, cho nên là đặt cái thép tròn này trước thì đặt cái thép chịu lực lên thì nó cũng không tốn đá kê, mà đặt lên đảm bảo cái thép chịu lực này cách cái lớp đất này dưới một khoảng bê tông bảo vệ đấy chúng ta. Nên ta thấy lưới có thép vào đây, ở trong trong này thì lưới có thép là dày hơn đây, nó sẽ bố trí một cái lưới có thép. Chúng ta thấy moment ở trong vị trí tâm này, tim này cực lớn, hồi nãy chúng ta thấy lớn đây 54.000 này đấy, thì nó sẽ bố trí một cái lưới có thép, lưới có thép ở vị trí này đây, đào thấp hơn một cái con lưới có thép này, có thép này nhỏ này. Một lưới có thép nhé. Rồi bây giờ đây chúng ta lưới có thép đây, ta cho có thép chịu moment ở moment dương ở đáy móng nhé, cái phần tiết diện ở dưới móng này có thép chịu chịu lực ở dưới móng này, đây nó sẽ luồn vào đây xong nó vặn vào đây. Đây là cái bu lông này, bu lông này đấy, nó sẽ luồn vào đây hết, xong đây có cái vặn cái ren để vặn vào đây này, sau nó vặn vào hết vào đây. Ta thấy từ đây là khoảng cách nó nhỏ lớn dần, nó to ra dần, tỏa ra dần, một bên ngoài nó nội lực càng ra bên ngoài nó càng nhỏ mà. Đây chúng ta thấy đây có khoảng mấy lớp, đây một cái lớp nhỏ nhỏ hồi nãy ở dưới thì khoảng 3 lớp, nhìn sơ qua chúng ta thấy đây khoảng 3 lớp có thép rồi, lớp dưới này, lớp này này, lớp nhỏ nhỏ dưới này, 3 lớp đây, thì nó sẽ tỏa ra, nó sẽ có như này, xong nó sẽ đặt hồi nãy có thép tròn, bây giờ nó lại đặt có thép tròn lên một lớp nữa, hồi nãy là có thép tròn rất ít, bây giờ lại đặt lên nữa này, thấy có cách nối nối có thép đây này, thấy có thép hơi dày đây, thép trụ lực nó dày. Đây là một lớp của thép của này nhá, một lớp tròn khoảng mấy thanh tròn tròn ở dưới, vòng tròn ở dưới, xong đặt cái thép chịu lực, xong đặt con thép vòng tròn này lên, bây giờ nó lại đặt cái thép của chịu lực chồng trên lên trên cái con thép vòng tròn nữa, đây lại nối vào đây, nó cũng đây chúng ta thấy có thép chịu lực là một lớp này, hai lớp này, khoảng hai ba lớp gì đấy, mấy cái thép tròn trong này nó rất dày. Ngay còn đây là thi công cốt thép còn trên này, nhà thấy bu lông này, đây là bu lông này, bu lông gồm hai lớp này, hai hai hàng này, một hàng vòng tròn ngoài, một hàng vòng tròn trong ngoài, đây có thép chịu lực ở trên, môn âm ở trên này, những cũng chi chít này, đây, một lớp này, và hai lớp, ba lớp này, một lớp, hai lớp, ba lớp, ít nhất là ba lớp gì đấy. Đây có thép đai này, có thép đai bị trong các trong các vị trí này có thép đai dài này, bố trí khá dài. Cái ống này là ống gì nhỉ, cái ống này là cái ống gì vàng vàng, không biết cái ống gì nữa.
Đây ta thấy có thép lưu kê này. Đây là phía trong trong khu vực 6 mét này, 6 mét ở đây. Trong khu vực 6 mét này. Thì nó rất dày, có thép là nó rất dày. Nước thép nhìn dày. Đây còn chúng ta nhìn bên ngoài này. Hồi nãy ở vị trí chúng ta tính là 6,25 này. 6,25 chúng ta hồi nãy tính là khoảng mấy đấy. Bên ngoài này thì chúng ta xem mấy thanh nó đủ. Bên ngoài thanh chúng ta thấy phía 40 thì gần 3 thanh. Phía 40 thì gần 3 thanh trong 1 mét dài thôi. Tức là trong 1 mét. 1 mét bề rộng cái này này. Từ đây đến đây là 1 mét này. Thì nó còn 3 thanh và đây chắc là phi nó. Thanh có thép này thì trong này nó đặt. Trong này thì nó đặt có thép lớn. Xong vị trí đây nó núi. Thấy núi có thép này. Vị trí ngoài này thì có thép nó không cần có thép lớn nữa, không cần phi 40 nữa mà nó là khoảng 30 phi 30 là 10 thanh chẳng hạn 30 10 thanh gì đấy hoặc 30 thanh nhỏ hơn đấy nó nối đấy để khoảng cách nó thưa ra không cần là vật 40 đấy. 40 thì khoảng cách nó lớn quá. Đấy, 30 4 thanh chúng ta thấy. Đấy. À 30 thanh thì khoảng cách nó khoảng 10 đấy. Khoảng 10 cm một thanh. Và cái 5 5 thanh 30 thì nó cũng là thấy chủ lực cũng là ok. Thì khoảng 200. Đấy, tại vị trí này 6,25 ở giữa là tức ở giữa này nhá. Tức ở giữa này, tầm ở giữa này. Có thép đây có thép còn thừa hơn và nhỏ hơn nữa ra nhớ là nó phải bé hơn 40 cm để nó đảm bảo không không bị nứt nữa. Đấy đai nó thừa ra này có thép không thừa ra này đây chủ lực không thừa ở dưới này không thừa hoàn thiện xong phần khung có thép này đây đặt có thép lớp dưới lớp trên rồi có thép vòng tròn rồi có thép đai xong đổ bê tông thấy chừa ra cái phần bu lông này đỉnh thôi đấy đổ bê tông xong lấp bảo dưỡng lấp đất còn cái hệ thống ống vòng vàng là dây điện đấy liên quan đến dây điện này. Truyền điện cái này nó tạo ra điện điện là nó truyền truyền vào cái dây này nó truyền đến cái bộ phận gì đấy biến áp hay bộ phận gì nhà máy điện gì đấy hệ thống này là dây điện đi dưới lòng đất để truyền từ cái quạt điện gió này nó truyền đến cái chỗ đấy để chúng ta dùng lại sử dụng. Đấy. Xong đổ bê tông xong lắp đất dây điện chúng ta thấy dây điện này dây điện nó sẽ luồn vào trong cái ống trong cái trụ thép của cái quạt điện gió trụ thép của xong đây đặt cái trụ vào đây vặn bu lông vào thì chúng ta nếu mà ấy thì ta phải có phải kiểm tra phần cái chủ kéo chủ cắt của bu lông ấy, xem nó đủ đủ độ chủ lực nữa không nhé. Ta hồi nãy thì tính móng bây giờ chúng ta phải đặt vào đây chúng ta phải xem và xếp là số lượng bu lông là đường kính bu lông đảm bảo không này chủ lực chủ cắt chủ nén chủ kéo này thấy phần bệ đỡ này thì có tương mắc có thấy cái lưới có thép ở đây này cũng dày này một phần là để phần bề mặt này thì nó cũng là đảm bảo là bê tông đang mắc cao này đảm bảo là cũng đặt cái cột xuống đây lực lực nén nó lớn này đảm bảo vừa có thép vừa bê tông mắc cao này 50 MPa đảm bảo chịu nén đây chúng ta lắp xong nó lắp đất này.
hấp dẫn và cho gái thụ cái tụ con chó này vào là ok. Bây giờ mình xin kết thúc video này đây. Thì mình sẽ mô hình video phần phần ở sau nhé.